khúc kinh hoàng tan tác quan quân sảo sảo lâm bắt đầu tung nam bộ bộ chém. Kính thưa quý vị, nhắc tới kho tàng văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, chúng ta không thể nào không nhắc đến những làn điệu dân ca thiết tha nồng nàn. Ngay từ thuở ấu thơ, những câu hát ẩu ơ, những câu hò điệu múa đã trở thành chiếc nôi đưa trẻ thơ vào giấc ngủ êm đềm. Kho báu truyền thống của dân tộc đã theo trái tim của mỗi người Việt Nam trong suốt cả cuộc đời. Đó là những triết lý làm người tôi đầm thêm tình yêu quê hương đất nước. Điệu múa sân khấu dệt dào lâu của làng Lệ Mật đã góp thêm vào kho báu văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Nhạc công ca nhuyễn theo hầu sáu đàn nhì mọ sinh sang sinh tiền trời xanh mây trắng bồng bềnh thuyền êm nhà lướt tóc bồng bồng bay xin tươi công chúa vẫy chào thanh bình đất nước ngọt ngào mến yêu nương dâu bãi mía xanh dần chim ca bướm lượn tưng bừng mùa xuân sông thiên đức hiền hòa dòng chảy sông phù sa cho lúa cho hoa cho mùa xuân dâng hoa thơm trái ngọt cho vườn dâu bãi mía xanh dần. Nhạc công ca nữ theo hầu sáu đàn nhịp mõ xanh sang xinh tiền bốn cua cung bốn giải lụa hồng sông xanh sóng gỗ như dòng thơ hoa. Kính thưa quý vị, bốn cua múa bồng là bốn bông hoa tươi đẹp rực rỡ của ngày hội, là cu mơ, cu mai, cu mần, cu đào, bốn cua xinh đẹp cô nào cũng duyên. Bốn cô chèo thuyền là bốn cô gái dễ thương, đã chăm việc nước lại lo việc nhà. Tay em trong thoát chèo thuyền, thuyền êm nhẹ lướt má hồng hay hay. Bồng bềnh nước trắng như mây, hòa cùng tiếng hát tưng bừng bên sông. Và thưa quý vị, nổi bật nhất của một bông hoa thì luôn là mình, và nhị hoa đó chính là công chúa. Nàng với sắc đẹp tuyệt sắc giai nhân, nụ cười đến hoa cũng phải đen, liễu cũng phải hờn, lựa chọn vô cùng cẩn thận. Thường là những cô nàng 18 con 10 chưa lấy chồng luôn có thành tích học tập xuất sắc và đẹp người đẹp nết, đàn ca sáu nhị môn nào cũng siêu. Vai này do bạn Khánh Ly đảm nhận. Xin quý vị hãy dành cho công chúa Khánh Ly một tràng pháo tay thật lớn. Sông Thiên Đức hiền hòa dòng chảy, dâng phù sa cho lúa cho hoa, cho mùa xuân dâng hoa thơm cháy ngọt, cho vườn dâu bãi mía xanh rạng. Bóng nước sông còn ngầm cuộn sóng, làm thật kinh hoàng tan tác quan quân. Sảo lâm hung ác bất thần, xuất hiện khúc đầu đuôi quật đắc huyền hoa. Cướp công chúa mất tâm về hang ổ, chim gừng hót đàn ca kinh điển. Bao khó khăn công chúa diêu hiền, kinh thành nao động xót thương. Nhà vua truyền cho các tướng tài giỏi đi tìm diệt sảo lâm cứu công chúa. Bao tướng tài nhà Lý yết kiến và tuân lệnh, vua cha cho mình được đi diệt sảo lâm. Đây chính là cảnh tướng tài nhà Lý yết kiến nhà vua cho mình được gieo mình giữa dòng sông Thiên Đức tìm hang ổ diệt sảo lâm. Vai này do anh Danh Luật thể hiện, và liệu rằng Danh Luật
trong vai tướng nhà Lý đã tìm được hác hổ của giỏ lao công. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi và dành một tràng pháo tay để ủng hộ cho tướng nhà Lý. Đây chính là cảnh tướng nhà Lý nhảy xuống dòng sông Thiên Đức. Ông ngụp lặn tìm. Và sau bao nhiêu ngày đêm, bao hàng giờ vượt những con sóng, đạp những con sóng ở dòng sông. Dòng sông Thiên Đức bỗng sôi lên ồn ào. Và liệu rằng ông có tìm được hang ổ hay không? Và đây rồi, tướng nhà Lý đã tìm được hang ổ của Giảo Long. Giảo Long dương nọc độc phè phè, làm tướng nhà Lý tháo chạy bỏ cả áo mũ. Vậy mới thấy được con Giảo Long hung ác đến nhường nào. Nhà vua lại càng nhớ, càng thương công chúa. Xót thương bao nhiêu, nhà vua lại mong tìm được công chúa bấy nhiêu. Người đã cho sứ giả đi khắp mọi nơi tìm kiếm người tài giỏi để tìm được diệt Giảo Long. Lúc bấy giờ, ở làng Lệ Mật có một chàng trai hùng hồn tuấn tú, có sức khỏe tuyệt vời. Tương truyền kể lại rằng chàng có tài bơi lội không ai sánh kịp. Biết tin công chúa bị Giảo Long làm đắm thuyền trên dòng sông Thiên Đức, chàng đã tạm biệt cha mẹ họ hàng thân thích, xa mái nhà trang êm ấm, xa xóm xa làng, xa người mến người thương. Chàng trai áo vải không thất sắc xin được yết kiến nhà vua. Áo đỏ tượng trưng cho sức trẻ sục sôi, xin điệt yết kiến nhà vua, cho mình đi giết Giảo Long, cứu Ngọc Huệ công chúa. Nhà vua ưng thuận, chàng trai vui mừng, tung đao lên chói lòa ánh thép, lấp lánh tướng quyền đẹp như như ngân. Vì sao mắt sáng ngời nức nở tròn căng, áo đỏ thân xanh chập tròn trong ánh nắng. Chàng bắt đầu gieo mình xuống dòng sông Thiên Đức, nơi mà Giảo Long đã làm đóng thuyền của công chúa. Chàng đến bước sông mà Giảo Long đang ẩn mình. Chàng rẽ nước, vượt sóng, tìm bằng được hang ổ của Giảo Long. Và đây rồi, kẻ ác làm sao trốn thoát. Cuộc giao chiến giữa chàng trai Lệ Mật và Giảo Long bắt đầu. Kẻ nghe lăng, phun lọc độc phi phi, người tung đao bổ bổ chém ơi. Ngựa có thế sao truyền, chàng đâm thẳng chém như mắt chí tử vào Giảo Long. Người tám la kể nửa cân, chém ba phải, chém ba trái, chém bên trái, chém bên phải, lại ngói lên tiếp tục nghi kế giết bằng được Giảo Long. Không phải tại ta, không phải tại đau, mà tại mưu ta chưa sâu. Sau đó chàng tiếp tục lao xuống quyết đấu với Giảo Long, quay ngược dòng sông, tiếp tục chém ba trái má phải. Giảo Long và chàng trai Lệ Mật so đo, không ai thua kém ai cả. Sau đó chàng ngược xuống khúc sông, dòng sông xoay lên dùng dục, chàng chém cho hút sữa rồi. Làm Giảo Long đau đớn vô cùng, và chàng trai với binh lực của mình chém một nhát vào khúc tươi, làm cho Giảo Long kiệt sức. Và chàng trai Lệ Mật đã dồn hết sức lực vào đôi tay, với sức mạnh phi thường chàng tiếp tục chém một nhát vào đầu của Giảo Long. Và dòng sông Thiên Đức vẫn sôi lên sùng sục. Cuộc giao chiến giữa Giảo Long và chàng trai họ Hoàng vô cùng khốc liệt. Và chàng trai anh để lên đầu của Giảo Long, với đôi tay và sức khỏe phi thường, chàng nhảy lên đầu, đâm nhát chí tử vào đỉnh đầu Giảo Long, kết liễu đời con ác thú. Xin mời quý vị cho một tràng pháo tay. Cảm ơn ơi. Để đo xác Giảo Long và mang xác Giảo Long dâng lên đức vua.
thường, bạc vàng, lụa là gấm vóc, gọi là ân thường. Nhưng chàng trai Lệ Mật đã dâng sớ phước từ, vàng bạc lụa là, và chỉ xin đức vua ban thưởng cho mảnh đất còn hoang hóa ở phía tây kinh thành Thăng Long, phía sau chùa Bảo Tự, nhà vua ân chuẩn. Và thưa quý vị, đóng vai Giảo Long là 7 chàng trai vô cùng khôi ngô, khỏe mạnh, tuấn tú. Dưới cái thời tiết 40 độ, chui vào trong con Giảo Long thì vô cùng oi bức. Xin quý vị hãy động viên tinh thần bằng một tràng pháo tay thật lớn cho những chàng trai Lệ Mật. Mặc dù đã đủ vợ con, bụng đã to, nhưng múa vẫn rất khỏe.